Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hello everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình cuối tuần mình sẵn sàng cho the new week. Cho nên mình tính kho một nồi thịt kho nè. Lâu dữ rồi mình không có ăn thịt kho. Để mình giới thiệu với các bạn những gì mình có để làm kho thịt nha. Trứng nè, trứng mình đem đi luộc rồi mình lột vỏ nè. Mà lột vỏ nó dính quá trời dính nè. Các bạn nào biết lột vỏ trứng luộc làm sao mà lột vỏ mà nó không dính á, chỉ cho mình nha. À, giờ là cái trứng mình luộc nè, tháo còn có nửa cái trứng là nó dính quá trời dính nè. Cái này còn đỡ một chút, trứng nào trứng nấy dính nó xấu quá trời. Cái này mà bán không ai mua. Ai biết cách nào mà luộc trứng mà lúc mình lột ra nó không dính á, chỉ cho mình nha. À, mình lấy nước tương này nè, nước tương đậm nè, nước tương đen nè. Mình đi nhuộm màu cho cái trứng cho nó đẹp lên chút, cho nó kho thì nó không có cần kho lâu nó có cái màu. Bây giờ mình đổ một chút xíu nước tương vô thôi, không cần nhiều. Cái mình lắc lắc cho nó đều mấy cái trứng lại cho nó đen giống như mình nhuộm nó vậy. Nè các bạn, mình nhộm mấy cái trứng rồi đó, lấy nước tương mình nhộm cái màu cho nó thấy cho nó đẹp một chút. Nhưng mà trứng nào trứng nấy xấu đau xấu đớn, cái kệ cũng không sao, mình làm mình ăn mà, xấu đẹp gì cũng vô bụng hết, bán thì không ai mua, ăn thì sao cũng được. Bây giờ mình đi xử lý cái cục thịt, mình xắt ra cục cục rồi cái bắt đầu mình ướp ướp rồi cái cho nó thấm, cả chừng tiếng sau cái mình đi kho. Cái thao trứng của mình à, thấy xấu không? Ok, mời các bạn theo dõi mình ha. Nè các bạn, đây là cục thịt mình mua ở Costco nè. Cục thịt này nó như cái dai nó vừa vừa thịt vừa mỡ với gân, kho thì ngon hơn, còn thịt nạc kho không thì không mấy gì ngon. Cho nên mình mua cục thịt này mình kho, làm thịt lụi thì không mấy gì, mình không mấy gì thích. Nè các bạn, cái cục thịt đó mình đã xử lý xong rồi nè, mình đã rửa sạch sẽ, bây giờ mình cắt ra cục cục vừa ăn. Bây giờ mình đi ướp, ướp xong rồi chiều mình kho. Nè các bạn, ba cái thịt đó hồi nãy mình đã xử lý xong rồi đó, mình đã cắt ra cục cục vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình nêm nếm vô. Mình bỏ một đường vô trước, thịt hơi bự mình bỏ cái chừng 2 muỗng đường. Tương đen nè, bỏ chút xíu rồi mình không cần nhiều, mình lấy cái, mình muốn lấy cái màu cho nó đẹp thôi, đừng bỏ nhiều quá cái màu nó xấu lắm. Cái chừng nửa muỗng được rồi, mình bỏ nước tương lợp vô. Nước tương lợp mình đổ không sao, không
thêm vô. Như vậy là mình đã ướp xong rồi đó. Bây giờ mình để vô tủ lạnh cho nó thấm ba cái thịt. Ở chừng 2-3 tiếng mình đem ra mình coi. Nè các bạn, mình ướp thịt xong á, bây giờ mình đổ nước vô. Mình đổ nước vô cho vừa cái nước thôi, đừng có nhiều quá mà đừng có ít quá. Mình đổ cho vừa cái mức nước một chút nữa mình bỏ trứng vô thêm á. Cho nên mình bỏ cỡ này nè. Bây giờ mình bắt lửa lên cho nó sôi lên nha, mình cho nó hiu hiu lửa hiu hiu cho nó kho. Nè các bạn kho thịt đó, nước nó sôi rồi nó có bọt á, mình phải vớt bọt nha các bạn. Vớt bọt cho cái nước nó không có bị đục. Mình có cái vợt này vớt bọt, vớt. Nè các bạn, bây giờ nước mình sôi á, thịt mình cũng sắp sửa chín rồi đó, cho nên mình bỏ trứng vô, bọt mình cũng vớt nha. Giờ mình bỏ trứng vô. Các bạn bỏ trứng nhớ nha, đừng có lấy nước tương nhiều quá. Rồi nó dính nước tương nhiều nó đen vui à. Không có ngon. Lấy cái trứng thôi, mình lấy nước tương. Cái trứng á, mình nhộn cái màu nước tương vô á, nó cho nên mình lựa bỏ vô kho nó mau, nó có cái màu đẹp. Các bạn, dĩa thịt kho của mình mới kho xong rồi đó. Kho 2 ngày nó thấm vô ăn mới ngon, mới kho liền đã. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích, cho mình một cái like và một cái share. Và nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Thank you for watching. Bye bye.